Rất vui khi được gặp anh. Xin chúc mừng anh. Anh vừa kỷ niệm 4 năm kinh doanh đáng kinh ngạc tại Trâu Quanh. Anh cảm thấy thế nào sau 4 năm hoạt động? Ờ, đó là cảm giác tuyệt vời. Ờ, thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chúng tôi bắt đầu. Đây là một công ty hoàn toàn mới, một thế giới hoàn toàn mới. Ờ, khi tôi nghĩ lại tất cả những điều đã xảy ra trong 4 năm qua, đôi khi tôi thấy rất may mắn khi được ở đây. Ý tôi là chúng tôi đã từng bị phong tỏa mọi thứ, nhưng giờ đây chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi thật sự tự hào về công ty, về tất cả dân sự trong công ty, ban quản lý và tất cả các thành viên trên khắp thế giới. Cùng nhau đã tạo nên một công việc tuyệt vời và tất nhiên đó là lý do mà chúng tôi ở đây sau 4 năm và sắp bước sang năm thứ năm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dạ tất nhiên, quy mô thành viên của anh cũng đang được tiếp tục mở rộng. Trên thực tế, năm 2022 là một năm phi thường đối với rau quanh và tôi nghĩ rằng anh đã thực sự kết thúc một năm với thành tích rất cao. Anh đã phá hành gói quét tri Element sao? Vì triển khai điều đó đã diễn ra như thế nào đối với các chi nhánh và điều gì đối với các gói này khiến chúng trở nên mạnh mẽ như vậy? Việc triển khai đang diễn ra theo hướng tốt nhất và thực sự còn tốt hơn tôi tưởng. Chúng tôi đã bước một bước vào Web3, trong khi 95% dân số trên thế giới vẫn chưa được giới thiệu về nó đúng không? Vì vậy, đây là một bước tiến lớn đối với nhiều người và mục tiêu của các gói của chúng tôi là có một quy trình giới thiệu thực sự tốt, đồng thời mang đến cho tất cả các thành viên cơ hội và công cụ để xây dựng trong Web3 ở ờ, thế giới Meta bằng tiền điện tử và NFT và mọi thứ nó đang diễn ra rất tốt và chúng tôi thực sự tự hào về gói Web3 của mình và chắc chắn đó là một sự công nhận lớn về về nó cho đến đây. Trên thực tế, anh đã rất bận rộn cho đến nay. Thật khó để tin rằng bây giờ đã là tháng 2 của một năm mới. Có thể cho tôi biết một số điểm nổi bật trong tháng qua không? Cho đến giờ, năm 2023 đã bắt đầu với anh như thế nào? Cô có thể gọi nó là một khởi đầu tốt. Chúng tôi bắt đầu với tốc độ 100 km h và ngày càng đi nhanh hơn. Đó là một khởi đầu tuyệt vời của năm mới. Mọi người trên khắp thế giới đang kinh doanh rất tốt. Chúng tôi đã thực hiện một số điều để công ty hoạt động hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho chúng tôi hỗ trợ mọi người theo một cách thực hợp lý và cũng từ đó thực hiện các bước cần thiết để phát triển nhanh hơn, trở thành công ty hàng đầu trong ngành. Chúng tôi cũng đã đưa vào một số yếu tố thiết thực trong gói với, với mong muốn nó sẽ thực sự mang đến cho mọi người mang đến cho mọi người cơ hội trở thành một phần trong đó chúng tôi chúng tôi có nft mã thông báo nft sẽ cung cấp cho tất cả các thành viên quyền tham gia vào mọi thứ xảy ra trong công ty. Mã thông báo tiện ích của chúng tôi là một phần trong các sản phẩm của chúng tôi. Nó nó giúp tất cả các thành viên trở thành một phần của mọi thứ xảy ra. Nếu sản phẩm của chúng tôi phát triển tốt, tất cả các thành viên đều sẽ là một phần của nó. Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời. Trên thực tế, chỉ mới quý đầu của năm mà anh đã bước vào một giai đoạn rất mạnh mẽ tại Rau Quanh. Vậy 100 ngày tới sẽ như thế nào đối với anh? Và tại sao chúng lại quan trọng như vậy? Trong vòng 100 ngày tới, chúng tôi thực sự ra mắt và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn, ra mắt nhiều sản phẩm hơn so với thông lệ chúng tôi làm trong một năm hoặc một năm rưỡi. Chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu và giờ đã sẵn sàng. Chúng tôi muốn mang đến cho tất cả các thành viên tất cả các chi nhánh của công ty cơ hội dùng đầy đủ bộ công cụ ứng dụng trong các sản phẩm mới, các chiến dịch mới trong phần còn lại của năm, nói chung là cho cả năm 2023. Tóm lại, chúng tôi bắt đầu một năm mới với việc thực sự thúc đẩy công việc kinh doanh cho tất cả các thành viên. Thật sự đó. Tốt quá. Vậy chúng ta hãy nói về một số sản phẩm đó đi. Tôi biết về Lanis AIS và tôi rất phấn khích về nó. Một trong những sản phẩm chính của anh tại Dao Quanh, nó đã thiết lập kỷ lục trên toàn thế giới. Hãy cho tôi biết điều gì ở nền tảng giao dịch dựa trên NFT này đã khiến nó trở nên độc lập đối với Dao Quanh. Tại sao cô nghĩ Nó rất thành công? Trước hết, thời điểm là một điều rất quan trọng khi khởi động một dự án mới hoặc một công ty mới, và thời gian cho Planet IT thực sự hoàn hảo. Planet Ice cũng có một đội gồm những người giỏi nhất trong lĩnh vực. Đại khái là một nhóm người tập hợp lại trong cùng một dự án tôi chưa từng thấy một nhóm nào như vậy trước đây và đó tất nhiên là lý do khiến chính đó ngày càng phát triển cơ hội play to earn nft rất tuyệt về thời gian như tôi đã nói là hoàn hảo và họ đã đánh bại mỗi kỷ lục tất nhiên trò chơi planet ais và cách họ xây dựng nó cách họ suy nghĩ lâu dài với các yếu tố bền vững và mọi thứ nó thật sự rất mạnh mẽ vì vậy, rất nhiều người mới tìm thấy công ty game này mỗi ngày. Ngay bây giờ, họ đã đánh bại, như đã nói, tất cả các kỷ lục, số lượng giao dịch đã tăng gấp 12 lần so với 16 lần cuối cùng trong 12 tuần qua. Thật sự đó, thật sự là như vậy. Và lượng người dùng hàng ngày trên Polygon cao gấp 6 lần. Đó vẫn chưa là tất cả, phải không? Có đúng là như vậy hay không? Họ đang trở thành một siêu cường trong ngành và trên thế giới. Thật ra, chúng ta đã có cơ hội gặp một số người sáng tạo tại sự kiện lớn của anh tại Dubai năm ngoái đúng không? Tôi phải nói là có một số thay đổi mới từ sự thú vị, có trong LANIX AIS. Nhưng hãy nói thêm về một số cập nhật khác đi. Trước nhiều thứ thú vị về Metaverse mà anh và tôi đã thảo luận một vài lần, những cập nhật mà anh có thể cung cấp cho chúng tôi là gì? Khi nào chúng ta có thể ra mắt chính thức trên toàn thế giới vào năm 2023? Chúng tôi thực sự sắp ra mắt với thế giới. Nó sẽ được ra mắt theo từng bước trong năm 2023. Nhưng sự kiện lớn nhất là chúng tôi sẽ cho ra mắt thẻ chơi game và các cối mới. Đồng nghĩa với việc người chơi có nhiều việc phải làm hơn trong trò chơi. Thực tế là chúng ta đã sắp bước vào tháng 3. Chỉ còn vài tuần nữa thôi, chúng tôi sẽ có những chiến dịch tuyệt vời. Bắt đầu với các chiến dịch tuyệt vời của Planet AX, cũng như với Metaverse năm 2023, sẽ là một năm đáng nhớ của Metaverse cũng như Planet những người tham gia dự án này hoàn toàn là những dân tố hàng đầu. Cho nên nền tảng trò chơi và mọi thứ đều hiện đại. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì tốt hơn như vậy. Chúng tôi đang tận dụng tất cả các yếu tố của Web3 mới. Chúng tôi gần như tiệm cận mọi giới hạn. Thật sự, tôi đang rất mong đợi. Tôi cảm thấy như các anh không bao giờ dừng lại, vì tôi biết anh cũng sắp cung cấp một tin quan trọng có liên quan đến trò Play to End. Sản phẩm hứa hẹn sẽ đem tới thành công được trở cho các anh tại Đao Quan cho đến nay. Vậy các anh đã mở rộng lĩnh vực đó nhiều hơn. Vì sản phẩm mới nhớ là gì? Anh có thể tiết lộ cho chúng tôi biết bất kỳ điều gì không? Không sao. Thực ra chúng tôi đã có bước tiến đáng kể trong quý đầu năm khởi chạy các chiến dịch lớn với Lanis Ais và Metaverse. Song song đó, chúng tôi cũng có một dự án với game Play to Earn mà chúng tôi sẽ phát hành vào đầu tháng 4. Chúng tôi sẽ bắt đầu tung ra và giới thiệu nó cho các thành viên trước vào cuối tháng 2 đầu tháng 3. Nhưng có thể nói nó cũng sẽ là một nhân tố thay đổi cuộc chơi. Nó là một sản phẩm game và sẽ là một cuộc cách mạng. Nó sẽ có sẵn cho mọi người ở hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới. Và đó là một trò chơi Play to Earn điều duy nhất bạn cần là một chiếc điện thoại thông minh và bạn sẽ có thể thực sự xây dựng một thứ gì đó trên toàn cầu và tôi đang mong đợi rất nhiều ở tương lai chúng tôi làm việc với những công ty tốt nhất có liên quan và nếu có thể tôi muốn ra mắt nó ngay hôm nay vì nó rất tuyệt và chúng tôi đang thực sự hướng tới hàng chục triệu người dùng một cách nhanh chóng bởi vì tôi cho đây là những gì mọi người muốn được rồi, tháng tư đặc biệt để mong đợi sự ra mắt không gian này. Nhưng bây giờ tôi cũng đang rất phấn khích với liên kết rao quanh mà các anh đang khởi dậy. Một hệ thống thanh toán với điện tử thực sự thú vị. Chính xác là nó dần hành ra sao? Khi nào chúng tôi có thể thấy điều đó? Một số quốc gia có quy định, nếu bạn làm việc với tiền điện tử, thì bạn cũng cần cung cấp cho các thành viên một hệ thống ví và tôi nghĩ đó là điều tốt bởi vì đó là một thế giới mới đối với hầu hết mọi người trên toàn cầu và tôi nghĩ các công ty đi đầu cũng cần có trách nhiệm với những người đồng hành của mình như tôi luôn nói về việc giới thiệu Hầu hết các công ty chỉ nói về công nghệ và họ có các dịch vụ tuyệt vời, nhưng sau đó thì sao? Theo tôi nên có cách giới thiệu tốt nhất giống như việc giới thiệu về chiếc điện thoại di động đầu tiên xuất hiện vào đầu những năm 90 vậy. Điều quan trọng nên để tâm đó là một thế giới mới, cho nên chúng ta cần phải thực sự giỏi trong việc hướng dẫn và giúp cho mọi người hiểu cách thức hoạt động của nó. Đúng vậy đúng vậy. Cho nên thống nhất hệ thống ví là một điều tốt và chúng tôi sẽ cung cấp một trong những hệ thống tốt nhất. Liên kết C1 chính là một bước tiến hiện đại. Tôi tôi nghĩ như vậy đó. Chính là một bước tiến một bước tiến hiện đại. Tôi nghĩ những gì anh vừa đề cập về gì hướng dẫn sẽ là một chìa khóa cho tất cả những điều đó. Tôi cũng biết đó là điều anh thật sự đam mê. Các anh đã có những bước phát triển về tiền điện tử. Tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Vì vậy có thể cho tôi biết một chút về tôi ra không? Bởi vì các anh đã có một công cụ giáo dục đáng kinh ngạc. Sẵn đây giúp mọi người hiểu thêm một chút về cách thức hoạt động của nó vâng với hệ thống giáo dục Mindo của chúng tôi chúng tôi đào tạo về kinh doanh trực tuyến vân vân vì vậy Torah là một công cụ tốt để mọi người hiểu cách bạn làm việc và cách bạn sử dụng tiền điện tử cách thế giới tiếp cận với NFT, Web3, Meta cách mọi thứ hoạt động cùng nhau bởi vì một lần nữa xin nhắc lại đó là một thế giới hoàn toàn mới là một thế giới tuyệt vời và chắc chắn đó chính là tương lai và công cụ thô ra của chúng tôi sẽ là là một công cụ tốt để tất cả các thành viên tham gia có thể hiểu được về hệ thống theo từng bước thật sự Tôi nghĩ khả năng tiếp cận rất quan trọng. Có thể nói, khi tôi đến tham dự sự kiện của anh tại Dubai vào năm ngoái, nó thật sự rất tuyệt vời khi có thể gặp gỡ các thành viên từ mọi tầng lớp xã hội, từ khắp nơi trên thế giới và những người với những câu chuyện thật sự độc đáo. Và tôi nghĩ, vì có một công cụ giáo dục như tôi ra, thực sự cho phép mọi người hiểu sâu hơn về những gì họ cần tập trung, những gì họ cần ưu tiên. Và nó làm sáng tỏ điều đó nên thực sự rất thú vị. Hiện tại, trong quá trình tôi làm gì ở đây, vẫn luôn có rất nhiều sản phẩm khác nhau đã được tung ra, rất nhiều công cụ mới, cho nên tôi muốn có được thông tin chi tiết của anh với tư cách là một giám đốc điều hành, người sáng lập ở đây. Lời khuyên hàng đầu cho các thành viên là gì? Làm sao họ có thể tận dụng tối đa thông báo lớn, các để ra mắt sản phẩm lớn mà anh có trong những tháng tới? Chúng tôi đã chuẩn bị một hướng để thông báo rằng có rất nhiều điều đang xảy ra. Ờ, đó là một diễn cảnh trong mơ đối với từng chi nhánh, từng thành viên đã quyết định kinh doanh trực tuyến, đồng thời để có thể nhân rộng điều này cho các thành viên mới, để mọi người trên khắp thế giới hiểu được. Vì có nhiều thành viên có mạng lưới ở nhiều quốc gia, chúng tôi đã chuẩn bị khá tốt điều này với mạng giáo dục. Như tôi đã nói, cùng kế hoạch triển khai tin tức hàng ngày. Thông tin hàng ngày, ví dụ ở Vlanis Ais, hai lần một tuần. Chúng tôi có chương trình giáo dục với người chơi để họ chơi cùng với quản lý cấp cao và giáo dục theo cách này rất dễ hiểu. Cho nên là việc triển khai cho hàng trăm ngày sắp tới sẽ rất tuyệt vời. Nó sẽ là nó sẽ là một cơ hội kinh doanh cho tất cả các thành viên. Có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay trong ngành này. Nhưng tuy rằng chúng tôi triển khai điều đó rất nhanh, nhưng tiến triển lại chậm một chút. Vì chúng tôi phải thực hiện từng bước từng bước một để đảm bảo mọi thứ đều được dịch sang tất cả các ngôn ngữ. Chúng tôi sản xuất rất nhiều đoạn phim, diễn giải thật dễ hiểu từng bước một. Chúng tôi làm nhanh nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn hảo từng bước để chắc chắn tất cả lãnh đạo, tất cả thành viên và cả những thành viên mới vừa gia nhập đều có thể vào được hệ thống và có một trải nghiệm tốt đẹp, một hành trình thành công, tôi có thể nói chắc chắn 100%. À, Jonas, tôi cảm giác như anh đang sống và hết thở cùng với đau quanh vậy. Anh đã làm việc 16, 17 tiếng mỗi ngày, thậm chí có tới 5 chiếc điện thoại di động. Vậy anh hào hứng nhất với điều gì trong 100 ngày sắp tới của đau quanh? Ưu tiên hàng đầu của anh là gì? Anh mong đợi điều gì nhất? Trước hết, tôi mong đợi 100 ngày này thật sự tuyệt vời. Thế giới đang chuyển động rất nhanh. Những gì đã làm trong suốt một năm trước đang sắp cho kết quả trong hai tuần. Chính xác là 14 ngày nữa, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt một thời gian dài. Vì vậy, tôi thực sự hạnh phúc với 100 ngày này. Tôi thực sự hạnh phúc và hào hứng với các sản phẩm mà chúng tôi sẽ cung cấp thành thật mà nói đó sẽ không phải là thứ mà mọi người có thể so sánh với những sản phẩm khác trong ngành này của chúng tôi tôi thật sự tự hào về ba lần ra mắt lớn và cũng là lần ra mắt của các công cụ thậm chí tôi còn muốn trở thành một nhà mạng một chi nhánh một chi nhánh của chúng tôi vì tôi chắc chắn những sản phẩm đó sẽ là một hành trình tuyệt vời tương lai chúng ta sẽ được nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn chi nhánh thay đổi tương lai của họ trong trăm ngày tới và tôi chắc chắn là có xem ra sẽ có một số chi nhánh may mắn tôi có nghe nói về món quà khích lệ các chi nhánh ở thái lan đúng chứ có thể tiết lộ cho tôi biết một chút về điều đó không làm thế nào để đủ điều kiện và điều họ có thể mong đợi trong chuyến đi lần này là gì Trước hết, họ có thể mong đợi điều tuyệt vời này và thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể làm được điều đó. Chúng ta có 100 ngày chứ rất nhiều thứ. Tất nhiên, chúng tôi cũng sắp xếp một chuyến đi để làm cho đó hoàn hảo hơn nữa. Không hẳn chỉ vậy, mà đó còn là cách chúng tôi thể hiện rằng chúng tôi đánh giá cao ban lãnh đạo trong công ty như thế nào. Tất cả những người đến đó xứng đáng với điều đó. Họ đã và đang phải làm việc tại chỗ quá nhiều. Vì có thể nói, việc di chuyển vẫn còn khó khăn ở nhiều quốc gia. Và chỉ vừa mới đây thôi, một số quốc gia đã mở cửa trở lại cho mọi người đi du lịch. Vì vậy, vì vậy chúng tôi thấy sẽ sẽ thật tuyệt vời khi gặp được nhiều nhà lãnh đạo, nhiều người đã làm những công việc to lớn nhưng bấy lâu nay lại không thể đi du lịch. Chính vì vậy, tôi rất mong được ăn mừng công việc mà chúng tôi đã làm và cũng có cơ hội được bắt tay được sống với họ tôi thích những buổi gặp mặt trực tiếp được gặp gỡ mọi người và trực tiếp giới thiệu một số chương trình khuyến mãi hay những sản phẩm mới ngay cả khi ở thái lan cũng có thể thay đổi thế giới. Thực sự là như vậy đó. Cái anh đã có vài lần ra mắt ở đó và đây đúng thật là một lễ kỷ niệm tôi về cho gia đình Rao quanh. Cuối cùng tôi muốn hỏi anh, anh tới mục tiêu kinh doanh chính của anh trong năm 2023 tại Rao quanh là gì? Chúng tôi nghe nói một số đợt ra mắt sản phẩm lớn, một số sản phẩm lớn vào tháng 4 cũng sẽ ra mắt tại Thái Lan, nhưng điều gì sẽ là ưu tiên và là mục tiêu chính của anh? mục tiêu chính như tôi đã nói điều tương tự khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh blockchain ở dubai vài tháng trước chúng tôi có hàng chục ngàn công ty cung cấp công nghệ và mọi thứ và mọi thứ đang phát triển rất nhanh thực sự phát triển rất nhanh vì vậy mục tiêu lớn nhất mà chúng tôi có với tư cách là một công ty một hệ thống giới thiệu tốt nhất cung cấp cho tất cả các thành viên, tất cả các chi nhánh, công cụ hoàn chỉnh tốt nhất, sản phẩm tốt nhất và cung cấp cách dễ dàng nhất để tham gia. Ở một số quốc gia, 10% dân số đã tham gia vào tiền điện tử, tham gia vào thế giới NFT, nhưng ở rất nhiều nơi ở châu Âu, có vài nơi tôi đến lại ít hơn 1 đến 2% tôi thấy chúng tôi có một công việc lớn phải làm và hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị có thể nói điều quan trọng nhất trong năm nay là mang đến cho mọi người cơ hội xây dựng mạng lưới toàn cầu và tiếp cận hàng triệu người chúng tôi sẽ ở đó với tư cách là công ty số một tiếp nhận mọi người Công ty này sẽ là công ty cuối cùng. Nếu bạn muốn xây dựng một doanh nghiệp trực tuyến trên Web3 và có quyền truy cập vào các công cụ tốt nhất, kế hoạch tiền thưởng tốt nhất, thì đó là điều quan trọng nhất khi giới thiệu. Tôi đã từng nói điều này một lần, chúng tôi là tốt nhất. Hoàn toàn đồng ý, tôi phải nói là khá thú vị. Hơn 50 triệu thành viên và vẫn đang phát triển từng ngày. Và tôi tin những người này đều có cơ hội để tạo ra những thành công của riêng mình và thực sự có thể sở hữu điều đó. Anh chắc chắn phải rất tự hào nhỉ? Tôi tự hào về tất cả mọi người trong công ty và rất tự hào về khả năng lãnh đạo trong mạng lưới. Cùng nhau, cùng nhau chúng ta sẽ thay đổi tương lai. Và đó là điều chắc chắn rồi đó. Đó là điều chắc chắn. Chú may mắn, rất vui được gặp lại anh. Đúng vậy. Hãy cập nhật cho chúng tôi biết tất cả những lần ra mắt và ở Thái Lan. Chúng tôi mong sớm được trò chuyện với anh. Xin cảm ơn. Cảm ơn.